Hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu về chương trình Photoshop. Photoshop thì nó là cái chương trình mà nó sẽ giúp chúng ta giải quyết tất tần tật mọi thứ liên quan tới ảnh. Đấy. Về mặt công dụng thì nó có thể giúp chúng ta là chỉnh sửa ảnh trong nhiếp ảnh này, rồi thì chỉnh sửa ảnh ở lab để mà rửa ảnh này, rồi xử lý tất cả mọi vấn đề về ảnh thuộc về thiết kế in ấn, hoặc là về thiết kế thì nó có thể là sử dụng trong thiết kế web, hoặc là thiết kế giao diện mobile, hoặc là các cái app mà chạy trên nền tảng di động. Đó. Nó cũng sẽ giúp chúng ta làm một số việc, ví dụ như là nó là một cái chương trình để làm hậu kỳ cho những cái chương trình như là 3D chẳng hạn. Khi nào mà người ta thiết kế xong những cái công trình kiến trúc các thứ thì hậu kỳ để làm cho nó hoàn thiện thì thường là mọi người sẽ làm ở trên Photoshop, ví dụ như là ghép thêm trời mây, đặt ánh sáng, rồi thì ghép chất liệu, rồi đưa thêm cây cối, người, xe cộ, vân vân, tất cả mọi thứ vào cho cái bản vẽ thiết kế kiến trúc để cho nó trở thành hoàn thiện này. Rồi nó là một cái chương trình để hỗ trợ cho làm phim, ví dụ tất cả những cái phần mà làm về hiệu ứng các thứ thì không thể nào mà thiếu được cái vai trò của Photoshop. Đấy. Nó cũng là một cái chương trình để giúp cho sáng tác ở một góc độ khác, ví dụ như là vẽ vời thì ngày xưa thì là người ta sẽ vẽ bằng bút, bằng màu, bằng toan, bằng giấy, thì bây giờ có thể là vẽ ở trên các cái chương trình đồ họa, mà Photoshop là một trong những chương trình có thể là đáp ứng được cái công việc đó. Chúng ta gọi nó là digital painting đó, thế là đấy là vẽ, hoặc là ở một góc độ khác thì nó giúp cho những cái thiết kế, tức là ở dạng ban đầu, sơ khai ban đầu, mà chúng ta gọi là concept art đó. Ví dụ như là người ta có một cái kịch bản cho game, người ta có một kịch bản phim hoạt hình, vân vân, thì những cái thứ như thế thì đầu tiên nó phải có kịch bản viết bằng chữ, thế nhưng mà để hiện thực hóa lên thì bao giờ cũng có một đội ngũ đọc kịch bản, và sau đó thì bằng cái tưởng tượng của họ, bằng cái việc trao đổi với lại người viết kịch bản thì họ sẽ hiện thực hóa tất cả những cái thứ đó ra thành những hình mẫu đầu tiên, ví dụ một nhân vật trông nó sẽ như thế nào, đúng không? Áo quần trang phục ra làm sao, bối cảnh như thế nào, vân vân, thì nó phải có những cái phát thảo ban đầu như thế để hiện thực hóa lên. Sau khi mà đưa duyệt tất cả những cái phát thảo đấy thì người đạo diễn hoặc là kịch bản đấy họ xác nhận rằng ok, đây cái phát thảo này của anh đúng là cái tưởng tượng của tôi, đúng ý của tôi rồi, thì những cái nhân vật đầu tiên, những cái bối cảnh đầu tiên, những trang phục đầu tiên, vân vân, những cái thứ đó mới được đưa vào cho các bộ phận khác để họ xây dựng lên thành một cái game hoàn chỉnh, cũng như là các cái bộ phim hoàn chỉnh. Đấy thì bao giờ nó cũng có cái giai đoạn khai phá đầu tiên, thì đấy là họ cũng có thể làm ở trên Photoshop, là một trong những chương trình mà có thể là giúp để tạo ra những cái concept, những cái ý tưởng ban đầu, phát thảo ban đầu đó. Nói tóm lại là cứ cái gì mà liên quan tới ảnh đấy, bất kể ở trong cái góc độ là sáng tác, hay là góc độ chỉnh sửa, hay là góc độ trợ giúp, thì cứ dính đến ảnh thì gần như là Photoshop nó bao sân hết tất cả. Đấy. Thế thì hiện tại thì chúng ta đang làm việc với phiên bản Photoshop CC, và bản mới nhất thì cũng cập nhật rất gần đây, đấy là bản Photoshop CC 2017. Đấy. Về cơ bản thì nó cũng không khác nhiều lắm với các bản CC trước đó về cung cách làm việc, về hệ thống công cụ, về tư duy. Tuy nhiên là nó sẽ bổ sung thêm một số các tính năng hoặc tiện ích. Đấy. Thì có cái vấn đề gì thì trong cái quá trình mà làm thì chúng ta cũng sẽ giới thiệu lần lượt, làm quen tất cả những cái gì đó mới bổ sung. Đấy, nhưng mà ở góc độ khác thì cái bản CC 2017 này nếu mà cài thì đòi hỏi máy cũng tương đối mạnh một chút đấy. Nó đòi hỏi cấu hình hơi nặng. So với bản CC 2015 trước đấy thì tôi thấy là cái tốc độ mà thực thi lúc ban đầu của bản 2017 này là tương đối trễ, hơi chậm một chút so với lại cái bản đấy, thì các bạn cân nhắc một chút nếu mà có ý định là nâng cấp cài lên. Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về giao diện. Về giao diện thì ở các cái phiên bản từ bắt đầu từ các bản CS thì Photoshop bắt đầu đưa ra một số các cái tùy chọn liên quan tới giao diện chương trình. Tại vì như tôi vừa mới giới thiệu lúc nãy là Photoshop bây giờ thì độ phủ sóng của nó cực kỳ rộng, cho nên là mỗi một cái người mà làm ở trong những lĩnh vực khác nhau thì sẽ có những cái thói quen cũng như là một số các công cụ hoặc là các lệnh nào đó và thường xuyên làm việc hơn so với lại các cái chương trình, so với lại các công việc khác. Do đó thì Photoshop nói riêng hoặc là các cái chương trình họ Adobe nói chung thì họ cũng sẽ hỗ trợ những cái công việc như thế bằng cách là đưa ra các giao diện cho nó phù hợp với lại từng cái công việc cụ thể. Thế thì khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta có thể tùy chọn lấy một cái giao diện nào đó. Đối với cái chương trình mới cập nhật Photoshop CC 2017 thì cái hệ thống chế độ làm việc, cái không gian làm việc thì nó được gắn ở góc phải ở thanh thứ hai, trên thanh option, đầu thanh option. Tất cả các chương trình thì ở phía trên này là thanh menu, nơi mà chúng ta sẽ gọi tất cả các lệnh. Thanh thứ hai sẽ gọi là thanh option, nơi cung cấp những cái tùy chọn để mà tùy biến về môi trường làm việc, cũng như là khi chúng ta chọn một công cụ nào đó thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta là có những cái lệnh hoặc những lối tắt mà hỗ trợ tốt nhất cho cái công cụ mà chúng ta đang chọn. Thế thì ở các phiên bản thấp hơn thì nó sẽ có một cái list, nó có một drop list thì nó sẽ sổ, nó nằm ngay tại đây và chúng ta có thể nhìn thấy được cái tên tuổi của cái chế độ làm việc, cái môi trường làm việc nó nằm ngay ở đây. Thế còn ở phiên bản mới là cái phiên bản mà 2017 thì nó thành một cái biểu tượng, một cái icon ở đây thôi và chúng ta cần phải bấm vào cái danh sách ở đây, chúng ta sổ nó ra. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy là nó có một số các cái chế độ khác nhau nó được cung cấp ở đây. Về cơ bản thì nó bao gồm là Essential này, 3D này, Graphic và Web này, Motion này, Painting này, Photography. Đấy là những cái môi trường làm việc cơ bản dành cho những cái công việc khác nhau. Thế và ở các phiên bản gần đây thì nó cung cấp thêm một cái chế độ, nó gọi là chế độ Start. Chế độ này thì nó sẽ giống như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình của tôi. Nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái lối truy cập vào những cái bức ảnh mà gần nhất chúng ta đã mở ra, và do đó thì chúng ta có thể là mở lại một cái tài liệu nào đó một cách nhanh nhất mà không cần phải truy tìm nó ở sâu trong các cái menu hoặc là các cái ổ đĩa hoặc các folder. Thì nó có hai cái cách thể hiện, một là dạng list như thế này thì nó chỉ có tên này, ngày giờ mà mở gần nhất này, cộng với lại size, kích thước của cái tài liệu đó và cái định dạng tài liệu nó là file ảnh dạng gì, PNG hay JPEG hay là Photoshop vân vân. Thế thì đây là cái dạng tài liệu theo kiểu liệt kê đấy. Thế còn cái này thì theo kiểu thumbnail, cái hình thu nhỏ để cho chúng ta có thể quan sát rõ hơn là cái tài liệu đó là dạng gì. Và để mở lại một tài liệu thì thao tác rất đơn giản, chúng ta chỉ cần là bấm vào cái ảnh như thế này thì là nó sẽ mở lại cái ảnh đó cho chúng ta. Bất cứ khi nào mà các bạn đóng hết tất cả lại, không mở một file nào thì nó sẽ mặc định nó để cho chúng ta ở chế độ này. Thế còn cũng có thể thay thế bằng cái lệnh open ở đây. Tuy nhiên lệnh open này thì nó sẽ tạo ra một cái lối để cho chúng ta có thể truy cập tới các cái thư mục để chúng ta tìm kiếm, mở một cái ảnh nào đó mà không nằm ở trong số những cái ảnh mà làm việc gần nhất. New thì để giúp chúng ta có thể tạo ra các tài liệu. Ngoài ra thì cũng còn có một số các cái hỗ trợ, tức là nó giới thiệu về những cái gì đó mới hoặc là một vài thao tác rất là cơ bản thì nó cũng có thể hỗ trợ chúng ta thông qua một số các cái lối kết nối lên trên là website của chính hãng. Đấy, nếu mà các bạn mà tiếng là tốt và các bạn có đủ kinh nghiệm một chút thì các bạn cũng có thể là học thêm một số thứ hoặc là tìm hiểu thêm một số thứ bằng cách là truy cập vào những cái lối hỗ trợ ở đây. Thế còn nếu như mà lần đầu tiên các bạn mở ra thì trông nó như thế nào? Đây, ở đây thì ngày xưa thì nó sẽ mặc định là chế độ này, Essential. Essential thì nó sẽ dành ra một cái môi trường mà nó mang tính chung nhất, tức là các bạn làm việc gì cũng hầu như là cũng hay đụng đến những thứ này. Đấy. Thế còn ở cái môi trường khác, ví dụ như là làm việc mà dính dáng tới 3D thì nó sẽ mở ra cho chúng ta cái đối tượng dạng 3D thì nó sẽ mở ra những cái hệ thống panel như thế này. Thế còn nếu mà chúng ta chọn graphic web thì nó sẽ lại mở ra cái hệ thống như thế này. Motion làm chuyển động thì nó lại mở thêm một cái hệ thống timeline để cho chúng ta có thể là tạo ra những cái ảnh GIF hoặc là những cái đoạn phim ngắn, ghép các khung hình để tạo ra các đoạn phim ngắn. Thế còn là painting, ví dụ như tôi vừa mới giới thiệu đó là vẽ ở trên máy tính hoặc là làm các cái concept, làm các ý tưởng, phát thảo ý tưởng thì nó lại hỗ trợ một cái giao diện trông như thế này. Đấy, photography nếu mà liên quan tới nhiếp ảnh thì nó lại mở ra như thế này, có nghĩa là nó cá nhân hóa cho từng cái công việc một và những cái công cụ nào, những cái panel nào hay được sử dụng nhất thì nó sẽ lập tức mở ra cho chúng ta. Tuy nhiên đây chỉ là những cái thứ mà nó mang tính gọi là gợi ý. Thế còn tùy vào đặc trưng của công việc, tùy vào thói quen làm việc thì mỗi công việc, mỗi người thì cũng có thói quen hoặc là có những đặc trưng riêng, và do đó nếu như các bạn muốn là tạo ra một cái môi trường làm việc mà giống như là mong muốn của mình thì các bạn có thể là vào trong Windows. Đấy, trong này nó cung cấp tất cả các panel và những cái hệ thống panel này khi bạn mở cái nào ra thì bạn sẽ đánh dấu, và khi bạn mở đầy đủ tất cả các thứ ra như là mong muốn của bạn rồi thì các bạn có thể lưu nó lại thành ra một cái không gian làm việc phù hợp với lại cái khung cách làm việc của mình, và bằng cách là các bạn chọn vào lệnh New Workspace. Thế khi các bạn mở cái tùy chọn New Workspace này thì các bạn có thể đặt tên. Đấy, đặt tên xong thì các bạn có thể ghi đánh dấu thêm, ví dụ như là keyboard shortcut này, menu này, toolbar, tất cả những cái này thì nó sẽ ghi nhớ rằng khi nào mà chúng ta mở cái chế độ này ra thì nó sẽ tùy biến theo những thiết lập riêng của mình. Và sau khi mà chúng ta đặt tên thì nó sẽ lưu lại và nó bổ sung một cái workspace vào trong cái danh sách những cái không gian làm việc. Ví dụ như là nếu mà tôi đã làm một cái không gian làm việc của tôi chẳng hạn thì sau khi mà tôi đặt tên thì nó sẽ cũng nằm ở trong này, và nếu như mà tôi chọn làm việc thì tôi bấm vào cái không gian làm việc mà tôi đã thiết lập đó. Sau khi mà chọn xong thì nó sẽ hiện lên giống như là mong muốn của tôi. Ví dụ như là tôi thì tôi sẽ giấu hết tất cả mọi thứ không cần thiết đi, tại vì là tôi sẽ làm việc bằng cách là gọi bằng phím tắt, tất cả bằng phím tắt cho nó rộng rãi và nó không bị vướng mắt trong cái quá trình làm việc, ví dụ như thế. Thế thì các bạn muốn thiết lập như thế nào thì các bạn có thể tùy biến. Thế còn trong nhiều trường hợp có những cái trường hợp mà các bạn cũng bảo là do tôi đã làm cái gì đó mà nó thay đổi rồi thì nó sẽ làm biến đổi đi, và muốn quay trở lại cái giao diện mà mang tính chất gốc ban đầu. Đấy thì các bạn có thể là thứ nhất là các bạn xóa những cái môi trường làm việc mà các bạn không thích, đúng không? Hoặc là các bạn chọn một cái gì đó và sau đó thì các bạn chọn cái chế độ gọi là reset để đưa những cái môi trường làm việc về nguyên gốc ban đầu. Đấy, nếu như các bạn tùy biến, các bạn đóng mở hoặc là bạn làm mất một cái gì đó, các bạn không tìm thấy cái gì đó thì cách thức mà dễ dàng nhất là các bạn sẽ chọn cái chế độ làm việc, sau đó các bạn chọn reset cho cái chế độ đó. Thế còn muốn mà tất cả mọi thứ sạch sẽ hoàn toàn, coi như là vừa mới mới thì các bạn tìm vào đây cho tôi, vào trong menu edit. Trong menu edit này thì các bạn vào phần preference. Phần preference này nó cung cấp cho chúng ta tất cả những cái lối để mà chúng ta có thể tùy biến hoặc can thiệp vào cấu trúc rồi thì quy cách làm việc của Photoshop, và các bạn có thể tìm tới cái thẻ này bằng cách là nhấn phím lệnh Ctrl K. Ở phần lệnh Ctrl K này thì nó sẽ mở ra cái hộp thoại Preference giúp chúng ta có thể can thiệp vào từng thứ, ví dụ như là phần General đó thì có một số các cái tùy chọn tương đối chung. Thế còn Interface chẳng hạn thì các bạn có thể thiết lập về giao diện, ví dụ như là tôi có thể thiết lập một cái môi trường làm việc nó sẫm hay nó sáng hay tùy vào cái nhu cầu đó, ví dụ như thế, hoặc là các cái chế độ về hiển thị rồi về màu đen rồi thì một số các cái hiển thị khác. Cái này thì chắc là trong cái quá trình làm việc thì chúng ta cũng sẽ dần dần chúng ta giới thiệu một vài cái mà có liên quan. Tuy nhiên cái mà tôi muốn nói với các bạn khi mà chúng ta đang nói về cái môi trường làm việc thì đấy chính là cái nút này đây. Đó là cái nút lệnh là Reset Preference on Quit. Đấy. Đây là cái mà bổ sung ở các cái phiên bản rất gần ở đây. Nó giúp cho chúng ta là có thể là đưa chương trình về cái trạng thái nguyên gốc ban đầu. Đấy. Trước đây thì khi nào mà các bạn mà học xong rồi các bạn mà tùy biến rồi các bạn làm cho nó biến đổi lung tung hết, và đến lúc mà chúng ta cần tìm những cái tham số gốc của chương trình thì không biết làm cách nào, và đi tham khảo thì họ hướng dẫn rất là nhiều các cái cách nhưng mà làm việc nó cũng rất là phức tạp. Đấy thì bây giờ thì ở các phiên bản gần đây thì nó đã được đơn giản hóa rất là tốt bằng cách là chúng ta chỉ cần nhấn lệnh Ctrl K, mở bảng Preference này ra và nhấn vào nút lệnh Reset Preference on Quit. Đấy. Sau đó thì nó cũng sẽ hỏi là chúng ta có xác nhận như thế không. Ok. Sau đó thì nếu mà cần thiết các bạn chỉ việc là thoát ra khỏi chương trình. Sau khi mà chúng ta thoát ra khỏi chương trình thì đến lúc mà chúng ta mở lại thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Đây, bây giờ thì các bạn sẽ thấy là mọi thứ mới tinh sạch bách. Khi nào mà các bạn không còn thấy chế độ Start thì nó vẫn ra, nhưng mà bây giờ các bạn thấy là không có bất cứ một cái dấu vết tài liệu nào đã từng được mở đây, coi như nó đã xóa sạch sẽ và nó refresh lại, coi như là tham số như mới tinh như ban đầu. Đấy thì lúc này thì chúng ta sẽ có được một cái môi trường làm việc coi như là mới hoàn toàn giống như là nguyên bản. Rồi, thế bây giờ thì sau khi giới thiệu thì chúng ta sẽ thử bật một cái chế độ nào đó lên để chúng ta giới thiệu thêm một số thứ nhé. Ví dụ như là tốt nhất là nếu như các bạn mới làm quen thì chúng ta sẽ bật cái chế độ Essential, là cái chế độ còn như là cơ bản nhất mà nó có thể đáp ứng được tương đối nhiều nhiệm vụ. Thế thì sau khi mà chúng ta bật một cái chế độ này lên thì các bạn sẽ thấy là hộp hiện lên thêm một cái hộp công cụ nằm ở phía bên tay trái của màn hình. Hệ thống panel thì nó vẫn nằm ở bên tay phải như thế này. Với hộp công cụ thì chúng ta sẽ có tất cả các công cụ trong cái quá trình mà thiết kế, tìm tòi, làm việc của chúng ta thì nó sẽ nằm ở bên phía tay trái như thế này. Ở phía trên thì các bạn sẽ thấy các công cụ. Ở phía dưới này thì các bạn sẽ có mấy cái ô màu được gọi là ô tiền cảnh và ô hậu cảnh, hoặc là chúng ta gọi nó là foreground color hoặc là background color. Trong đó thì cái ô foreground color này hay là ô tiền cảnh thì là nó sẽ cung cấp màu cho phần lớn các thao tác mà liên quan tới tô màu ở trong Photoshop. Đấy, các công cụ thì hầu như đều lấy màu mè ở trong cái ô này để đưa vào trong các thao tác. Thêm ngoài ra ở bên dưới này thì chúng ta có thêm một cái chế độ là Quick Mark Mode, một cái chế độ hỗ trợ để chúng ta có thể là hiệu chỉnh cái vùng chọn hoặc là mặt nạ. Cái này thì là một cái tùy biến hay là một cái chế độ mà nó cũng cực kỳ cổ điển. Dạo này thì có lẽ là cũng rất ít người sử dụng cái này. Tuy nhiên là Photoshop vẫn duy trì cái chế độ này, và trong một số thứ thì nó vẫn áp dụng cái chế độ này. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái chế độ hiển thị. Chế độ hiển thị này thì nó bao gồm có 3 kiểu: Standard Screen Mode, Full Screen Mode with Menu Bar và Full Screen Mode. Trong đó ví dụ như chế độ Full Screen Mode này chẳng hạn thì nó giống như là cái chế độ mà vừa nãy tôi bật về cái môi trường làm việc của tôi, có nghĩa là gần như nó giấu hết tất cả mọi thứ đi đó. Thế còn Full Screen Mode with Menu Bar thì nó giấu gần hết đi nhưng nó còn giữ lại cái thanh Menu Bar để cho chúng ta có thể là mở ra để chúng ta truy cập các cái thứ khác. Còn Standard thì là như chúng ta đang nhìn thấy ở đây, thì nó đầy đủ tất cả những cái thành phần cơ bản. Thế còn về hộp công cụ thì nó có hai cách trình bày. Các bạn nhìn thấy ở đây thì nó đang để ở cái chế độ là hai cột. Hai cột thì nó sẽ chiếm diện tích rộng hơn. Tuy nhiên là cái thao tác mà nếu các bạn sử dụng chuột để lựa chọn các công cụ thì nó sẽ tiện hơn, tại vì là cái thao tác này nó sẽ không phải di chuột quá nhiều. Thế còn nếu mà các bạn bấm vào cái mũi tên này để chuyển sang thành cái chế độ một cột thì nó chiếm ít chỗ hơn. Tuy nhiên nếu như trong cái quá trình làm mà các bạn vẫn chưa nhớ hết được các phím tắt để mà gọi các công cụ thì một số công cụ mà nằm ở phía dưới này để chúng ta di chuột xuống chọn thì nó tương đối là sâu, nó sẽ hơi mất thì giờ một tí. Thế cho nên là nếu mà để thì các bạn nên để cái hộp công cụ ở cái chế độ là hai cột như thế này, thì trỏ chuột vào để gọi nó thì dễ hơn và nhanh hơn rất là nhiều. Hệ thống panel ở phía bên tay phải này thì nó cung cấp cho chúng ta tất cả những cái môi trường, rồi thì các cái tùy biến, các cái can thiệp sâu nhất ở trong các cái thao tác, và thường thì là nó nằm thành những cái cụm với nhau. Vài cái panel có liên quan và hay được sử dụng cùng nhau thì nó sẽ được tích hợp vào thành một nhóm. Mỗi một nhóm thì nó sẽ phân cách với nhau bởi những cái vạch ngăn cách như thế này. Thường thì nhóm nào nó đi cùng nhóm đó. Đấy, nhưng mà nếu mà các bạn không thích, các bạn có thể lôi kéo một cái nhóm này ra khỏi cái hệ thống Docker ở phía bên tay phải này. Không thích nữa, các bạn có thể là lôi hẳn một cái panel nào đó riêng ra thành một cái panel trôi nổi thế này. Thế việc mà ghép nó lại thì cũng rất là dễ. Chúng ta chỉ việc là gì đấy ạ? Kéo thả sau khi mà chúng ta đặt nó vào sát với lại cái panel mà chúng ta muốn thì bắt đầu là nó sẽ làm sao đấy ạ? Nó sẽ có cái biểu tượng là gì đấy ạ? Màu xanh. Đấy, màu xanh thì có thể là bám ở bên hông, có thể là gì đấy ạ? Bám thả vào nhau, cũng có thể là bám thả theo kiểu gì ạ? Nối tiếp vào nhau. Tùy vào nhu cầu, các bạn có thể là tháo ra và ghép vào. Đấy, khi nào mà các bạn muốn. Và kéo thả cả hệ thống này vào trong cái hệ thống Docker. Đấy. Và khi tôi bấm vào một cái panel nào đó thì nó sẽ mở riêng cái hệ thống, cái nhóm panel đó ra. Tất nhiên là ở trong một cái nhóm này thì nó có nhiều panel, nhưng mà khi nào mà chúng ta bấm vào cái tên của cái thẻ nào thì thẻ đó sẽ được nổi lên phía trên và chúng ta có thể là sử dụng được cái thẻ đó. Thế còn nếu mà chúng ta bấm cái mũi tên sổ ngang như thế này thì nó sẽ mở rộng ra, và lúc này thì chúng ta sẽ thấy nhiều cái hệ thống panel được mở rộng ra cùng nhau. Và trong mỗi một cái nhóm như thế này thì cũng sẽ có một thằng đang được kích hoạt lên, và cái sự phân biệt thì rất là rõ. Cái thẻ nào đang có tên được sáng lên như thế này thì cái đó là đang được kích hoạt. Nếu mà chúng ta muốn kích hoạt thằng khác lên thì chúng ta lại bấm vào thẻ của thằng tương ứng. Và nếu mà chúng ta không muốn dùng cái nào thì các bạn có thể là nhấp đúp vào cái thẻ đó. Bằng việc nhấp đúp này thì nó sẽ thu gọn cái hệ thống panel lên, chỉ còn lại cái thẻ thôi, cái thẻ phía trên này thôi, thẻ tên phía trên này, và lúc đấy nó nhường chỗ cho những cái panel khác được mở rộng ra. Cái nào cứ không thích thì các bạn cứ nhấp đúp vào đấy, nó sẽ thu gọn hết ra như thế này. Đấy, không dùng nữa thì các bạn có thể bấm vào đây. Còn trong trường hợp mà muốn giấu nhanh thì các bạn cũng có thể nhấn cái phím tab. Khi các bạn nhấn phím tab ở trên bàn phím thì nó sẽ tạm thời nó giấu nhanh tất cả những cái hệ thống panel cũng như là hộp công cụ đi. Và nếu như mà muốn cho nó hiện trở lại đấy tạm thời thì các bạn làm sao đây ạ? Các bạn đưa di chuột vào sát cái lề như này thì nó lại sổ, nó bật hộp công cụ hoặc là gì đấy ạ, cái hệ thống panel ra. Đến lúc chúng ta rút chuột ra và chúng ta bấm vào một vùng trống hoặc là chúng ta rút chuột ra thì nó lại tụt vào, nó lại giấu đi. Đấy là cái cách để mà nó giấu tạm thời thôi, không giấu hẳn. Đấy, đây các bạn quan sát kỹ lại nhé. Đây, nhấn tab này hiện lên này, đúng không? Nhấn tab giấu đi này. Còn khi mà đã nhấn tab giấu đi rồi thì các bạn đây đưa chuột sát vào lề thì nó lại bật tạm thời ra cho chúng ta chọn. Chọn xong, nếu mà dùng xong rồi tôi chỉ cần là bấm vào một cái khoảng nào đó hay thao tác ở bên trong thì nó lại tụt vào, nó giấu ở lề đi. Thế thì đấy là một vài cái thao tác chung đối với giao diện chúng ta cần nắm được trong cái quá trình làm việc. Thế bây giờ để mở một cái tài liệu ra, một tài liệu đã có, thì chúng ta sẽ vào menu File, Open, và sau đó thì chúng ta chọn một cái ảnh để chúng ta có thể mở nó ra. Các bạn có thể nhấp nút thẳng trực tiếp vào cái ảnh, hoặc là có thể bấm chọn sau đó thì nhấn lệnh Open ở đây. Ok, thế sau khi cái ảnh mở ra rồi thì chúng ta có thể bắt đầu là thực hiện các thao tác đối với lại cái ảnh này. Và các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có tên này, định dạng này, tỷ lệ phần trăm thể hiện của cái ảnh đó này, và nó có thêm một cái nữa cũng rất là quan trọng, đó là cái định dạng về màu. Cái này thì chúng ta cũng cần hiểu một chút, đó là đối với những công việc khác nhau thì nó sẽ cần những cái định dạng màu khác nhau và những cái yêu cầu độ phân giải khác nhau. Đấy, chúng ta có thể tạm phân ra thành hai cái mảng lớn mà hay sử dụng hai chế độ. Đấy là chế độ RGB, hay là chúng ta gọi theo kiểu nôm na tiếng Việt là RGB. Đó, và một chế độ nữa là CMYK hay là CMYK theo kiểu gọi tiếng Việt. Thì RGB thì nó phù hợp với lại những cái công việc mà quan sát, trình bày ở trên màn hình hoặc là trình bày trên web. Đấy, thì tất cả phần lớn công việc thì các bạn đều có thể là thiết lập với cái chế độ là RGB hay là còn gọi là RGB như thế này. Thế còn nếu như mà các bạn thiết kế để dành cho in ấn, ở đây tôi nói rõ cái khái niệm là in ấn công nghiệp, tức là chúng ta có thể in ra những cái sản phẩm với số lượng rất là lớn, bao bì rồi thì các cái sách báo, tạp chí. Đấy, những cái thứ đó thì nó in ở trên hệ thống in công nghiệp, in offset 4 màu, thì chúng ta lại phải thiết lập với chế độ màu là CMYK. Thế và những cái chế độ như thế thì nó còn phụ thuộc thêm mấy thứ như thế này, đó là cái độ phân giải. Những cái ảnh nào mà chỉ để xem ở trên máy tính, lướt web vân vân thì các bạn thông thường các bạn sẽ thấy là cái độ phân giải của nó là 72. Đấy, và đơn vị tính là pixel trên inch. Chốc nữa thì tôi sẽ nói kỹ hơn một chút pixel là cái gì. Đó. Thế còn đối với đối tượng nào mà tài liệu nào mà làm để in ấn offset thì chúng ta sẽ cần hai thứ, một là cái chế độ màu là CMYK, thế còn thứ hai là cái độ phân giải ở đây resolution này, thì chúng ta sẽ cần phải có cái độ phân giải là 300. Đấy, thấp hơn thì nó sẽ không đủ chất lượng, khi in ra thì nó rất là xấu. Thế đấy là thao tác để mở. Đó, mở rồi thì chúng ta có thể là thực hiện các thao tác. Tôi lấy ví dụ như là vẽ thêm một cái gì đó vào trong cái ảnh đang có. Chẳng hạn trong cái ảnh này, bây giờ tôi muốn là vẽ thêm vài nét vào đây để thêm một cái gì đó, thì tôi sẽ chọn một công cụ màu như vừa nãy chúng ta giới thiệu làm quen nhanh. Đó là cái hộp màu tiền cảnh này, là nơi cung cấp màu để mà chúng ta có thể tô vẽ vào trong một cái tài liệu đang mở. Đó, ví dụ tôi thêm mấy cánh chim vào đây chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ lấy màu từ cái ô tiền cảnh này. Đó, màu tiền cảnh màu gì thì nó sẽ đưa màu đấy vào trong công cụ để cho chúng ta tô vẽ. Hoặc là chúng ta sẽ sử dụng lệnh các thứ mà liên quan đến màu thì nó cũng lấy màu ở ô này. Và sau khi mà chỉnh sửa xong hoặc là làm cái gì đó thì các bạn có thể là gì đấy ạ, lưu cái này. Lưu thì các bạn vào menu File, Save hoặc là Save As. Sau đó thì các bạn đặt tên. Đó, nếu như các bạn muốn xếp ép, còn cái nào đã có rồi thì nó lưu sẵn vào cái chế độ vốn có của nó thôi. Thế còn để tạo mới thì như thế nào? Tạo mới thì chúng ta vào menu File, vào New hay là nhấn Ctrl N. Cái này thì dành cho những cái công việc mà mang tính sáng tạo mới. Cái vừa rồi là mang tính chỉnh sửa, đúng không? Editing, chỉnh sửa, tức là chúng ta mở một cái ảnh đang có rồi thì chúng ta tô vẽ thêm vào đấy, chúng ta chỉnh sửa trên nó. Thế còn cái việc thứ hai có thể làm đấy là creating, sáng tạo mới một cái gì đó, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái tài liệu mới. Lúc này thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng lệnh new như sau. Ở cái phiên bản này thì có thể là bây giờ đang hơi khác một chút so với lại giao diện của các bạn đang nhìn đấy. Nó phân chia ra một số các cái tùy chọn đấy. Thực ra thì trong cái hộp thoại của các bạn thì các bạn cũng sẽ tìm thấy là nó có cái phần preset ấy, thì nó cũng phân ra là các bạn sổ ra các bạn cũng sẽ tìm thấy những cái tùy chọn tương tự như này. Ở cái phiên bản 2017 thì nó đưa sẵn ra thành một cái tùy chọn nằm phía trên, bao gồm là photo này, print này, art và illustration này, web này, mobile này, rồi phim và video. Có nghĩa là nó liệt kê luôn những cái việc mà Photoshop có thể giúp người ta làm ở trong những lĩnh vực khác nhau. Và khi chúng ta chọn lấy một cái chế độ thì nó sẽ giúp chúng ta làm những cái gì? Thứ nhất là khi chọn một cái chế độ làm việc thì nó sẽ đưa ra những cái khuôn khổ mà liên quan hoặc là phổ thông ở trong cái công việc đó. Đấy, nếu mà trong cái bảng thoại mà các bạn nhìn thấy ở trong máy của mình, khi các bạn chọn ở trong danh sách preset ấy, các bạn sổ ra các bạn chọn lấy một cái này thì ở bên dưới các bạn cũng sẽ có luôn là cái kích thước. Thì ở đây thì nó hiển thị cho chúng ta một số cái tùy chọn. Ví dụ như tôi làm print chẳng hạn thì sẽ có những cái khổ giấy letter này, lega này, A4 này, vân vân. Khi mà chúng ta kéo xuống thì ở đây thì nó còn cung cấp thêm cho chúng ta một số các cái tùy chọn nữa. Đấy, bấm cái nút lệnh sổ ra thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái khổ khác nữa. Đây, C4, C5, B3, B4, B5, A3, vân vân. Thì đây là những cái khổ mà rất là cơ bản. Thế ngoài ra thì ở bên này thì nó cung cấp cho chúng ta thêm một số các cái tùy chọn. Đơn vị đo này, chúng ta có thể sổ danh sách ra và chúng ta chọn các đơn vị đo. Ví dụ làm in ấn thì chắc là quy ra mm hoặc cm thì đó, thì là nó phù hợp với lại cái thói quen làm việc của chúng ta. Đấy, ví dụ như khổ A4 thì 210, 297. Ở đây chúng ta sẽ có là cái chiều đứng hoặc chiều ngang. Đấy, rồi resolution thì các bạn nhìn ở đây là chúng ta sẽ thấy luôn là cái độ phân giải là 300. Hệ thống màu thì nó sẽ cho phép chúng ta là lựa chọn cái không gian màu phù hợp với lại công việc. Đấy, rồi nó cho phép chúng ta chọn lựa là cái tài liệu mở ra nó sẽ có nền màu gì. Ở đây thì chúng ta có một vài cái tùy chọn là màu trắng, màu đen hoặc là background color, tức là cái ô màu này nó có màu gì thì nó sẽ chọn sẵn cái màu đó. Thế và sau khi mà chúng ta lựa chọn xong, nếu mà các bạn đã xác nhận được cái công việc này là công việc gì thì các bạn có thể đặt tên cho cái tài liệu đấy luôn. Sau đó thì các bạn nhấn lệnh click. Thế còn ví dụ như là web chẳng hạn thì nó cung cấp cho chúng ta cái gì? Web thì nó cũng cung cấp cho chúng ta này, web most common này, web large này, web medium này, web minimum này. Thì với những cái này thì nó lại cung cấp luôn một số các cái kích thước chuẩn đó. Ví dụ như là tôi mở rộng ra nữa thì nó cung cấp thêm này, web small này, MacBook Pro 13 này, Retina này, MacBook Pro 15 này, Retina. Tức là nó cung cấp luôn các cái độ rộng của cái màn hình phù hợp với lại thiết bị mà đang sử dụng. Đấy, iMac này, desktop HD design này, nó cung cấp sẵn những cái hệ thống mà độ phân giải màn hình phù hợp với từng loại máy móc. Thế còn nếu mà các bạn bấm vào mobile thì sao? Bấm vào mobile thì nó cung cấp luôn một số các cái giao diện độ rộng của các cái loại thiết bị mà nó tương đối là phổ biến, đúng không? Ví dụ như iPhone 6 này, iPhone 6 Plus này, iPad Pro này, iPad Retina này. Nếu mà sổ rộng ra nữa thì các bạn sẽ có gì đây? Android này, 1008p này, Microsoft Surface này, iPhone 5 này, iPad mini này, vân vân. Thì có một số các cái hệ thống máy tương đối là thông dụng thì nó sẽ cung cấp luôn cái giao diện độ rộng, độ hẹp của nó cho chúng ta. Đấy, phim và video thì nó lại cung cấp những cái độ phân giải khác nhau của cái màn hình của các chế độ HD hoặc là các chế độ khác. Đây, thế còn là app Illustration thì nó cũng cung cấp cho chúng ta một số các cái chế độ, một số các cái giao diện. Đấy. Photo thì cũng tương tự như vậy. Thì bây giờ nó làm tất cả mọi thứ mang tính tương đối là trực quan, cần cái nào thì các bạn có thể sổ danh sách chọn, còn không thích cái nào mà hoặc là những cái cỡ mà nó không giống ai cả thì các bạn cứ trực tiếp là điền thẳng hàm số vào đây cho tôi, thì nó sẽ định nghĩa rằng đây là cái chế độ custom. Thế và ở các phiên bản mới này thì nó cung cấp cho các bạn một số các cái tùy chọn như thế này, đó là các bạn sẽ được cung cấp ở phía dưới những cái khuôn khổ tài liệu này thì nó cũng còn cung cấp một số các template hỗ trợ cho cái việc mà các bạn đang làm. Đấy. Và với cái template này thì các bạn chỉ việc là gì đấy ạ, bấm chọn vào trong cái mẫu mà nó đang được trình bày đây. Những cái nào là free thì các bạn có thể tải thẳng trực tiếp xuống luôn và nó sẽ mở ra để cho các bạn có thể là mở ra, các bạn chỉnh sửa một tí, các bạn thêm một tí màu, thêm một tí chữ, thêm một chút các thứ vào đấy để các bạn tùy biến nó đi trở thành một cái sản phẩm mới của mình. Thì thao tác lấy xuống thì nó cũng tương đối là đơn giản. Ví dụ như là tôi chọn print, tôi chọn thử một cái mẫu gì đó thì các bạn thấy là chúng ta chỉ cần bấm vào đây thôi. Đó, nhấp đúp, chờ một chút nó sẽ kết nối với cái chế độ với lại cái chương trình Adobe Stock. Lúc đấy thì nó sẽ yêu cầu xác nhận ABC một chút. Nếu như các bạn mà chưa có cái tài khoản hoặc chưa đăng nhập thì lúc ấy nó sẽ yêu cầu là đăng nhập cái thứ để xác nhận, và sau đó thì nó cho phép tải về và chúng ta có thể mở ra để chúng ta xài luôn. Đây ví dụ các bạn thấy là tôi nhấp đúp vào thì nó đang tải cái tài liệu này về, tải xong thì nó sẽ mở ra cho chúng ta có thể là sử dụng được nó. Bản hả? Nó chưa hỗ trợ cái này. Muốn xài những tiện ích này thì cập nhật lên phiên bản mới hơn một chút. Đấy, thì các bạn sẽ tận dụng được những cái thực ra thì nó sẽ giúp cho các bạn những cái chương trình mới này ấy. Các chương trình mới này thì nó chủ yếu là hỗ trợ kết nối cộng đồng. Đấy, hoặc là kết nối vào kho tài liệu để giúp chúng ta có thể là tham khảo hoặc là trao đổi tài liệu hoặc là lưu tài liệu ở trên cái thư viện trên đám mây, thư viện cá nhân ở trên đám mây. Cái đấy thì nó cũng tương đối là tiện. Ví dụ như là chúng ta đang làm dở cái gì đó hoặc là chúng ta cần cho khách hàng xem thì không nhất thiết là cứ phải xách máy đi. Đó, làm việc thì cứ làm việc, miễn là có internet, có tài khoản và chúng ta có tài khoản Adobe ID thì các bạn đang làm một cái gì đó các bạn có thể lưu tại máy cũng như đồng thời có thể lưu lên trên cái thư viện ở trên đó. Thì các bạn có thể đi bất cứ đâu, chỉ cần có máy tính, có kết nối internet là chúng ta có thể là lấy cái tài liệu đó xuống để làm việc tiếp luôn được, hoặc là có thể mở ra cho khách hàng xem được, thì rất là tiện. Đấy, thế còn bây giờ ví dụ như là tôi mở một cái tài liệu ra này thì đây, chọn này, nhấp mà nếu mà đã chọn print đúng không? Chọn print thì tôi chọn ví dụ như là CMYK, độ phân giải 300, kích thước như thế này, đơn vị đo là mm. Sau đó thì chúng ta nhấp lệnh click thì nó sẽ mở ra tài liệu cho chúng ta này. Thì bắt đầu chúng ta cũng có thể là vẽ vời, đưa chữ nghĩa hoặc là bắt đầu nhập những cái tài nguyên khác vào đây để tạo ra một cái sản phẩm, một cái poster, một cái tờ rơi, tờ gấp hoặc là một cái sản phẩm gì đó của chúng ta. Đấy. Thế thì đấy là giới thiệu nhanh về những cái việc gọi là tạo mới tài liệu này, mở tài liệu này, lưu tài liệu này và các cái cung cách làm việc mang tính cơ bản một chút. Tuy nhiên ở trong này thì chúng ta cũng xem một số các cái thao tác mà chúng ta cũng cần phải nắm được. Đấy là những cái thao tác mà cũng rất là cơ bản. Đó là thu phóng để mà quan sát một cái tài liệu nó như thế nào. Thì để thu phóng thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ là công cụ zoom. Các bạn có thể là nhấn phím Z để mà gọi nó. Sau khi nhấn phím Z thì nó sẽ chuyển đổi cái công cụ sang thành hình kính lúp như thế này. và chúng ta bắt đầu có thể là phóng lớn của khu vực nào đó lên để chúng ta có thể quan sát nó một cách chi tiết hơn. Thế thì đối với công cụ này thì chúng ta có mấy cách thao tác như sau. Các bạn muốn quan sát một cái khu vực nào thì các bạn chỉ việc là đưa trỏ chuột vào cái khu vực đó, sau đó thì kích chuột. Thì cái khu vực mà chúng ta đặt chuột đó nó được coi là cái tâm thu phóng, và nó sẽ phóng lớn gấp đôi cái trường nhìn lên để cho chúng ta có thể quan sát cái đối tượng. Một cách thứ hai nữa là chúng ta sẽ nhấp giữ chuột và sau đó thì chúng ta kéo, thì nó sẽ cùng với lại thao tác kéo chuột của chúng ta thì nó có thể là thu hoặc phóng luôn. Cái này nó có hai chiều luôn. Nếu mà các bạn đẩy chuột về phía trước thì nó thu nhỏ, còn nếu mà chúng ta kéo chuột về phía sau thì là nó phóng lớn lên. Đây là những cái tiện ích mà được bổ sung ở các cái phiên bản gần đây, trong độ khoảng 3 phiên bản gần đây thì nó bổ sung cái tính năng này, hay là nó gọi một cái này nó gọi là Scroll Zoom. Đấy, theo thao tác co kéo đẩy chuột về phía trước hay là đưa chuột về phía sau, đồng thời giữ phím chuột thì nó sẽ thu phóng cho chúng ta. Tuy nhiên là có người thích và người không thích cái tính năng này. Đấy, nó tương đối là nhanh, nhưng mà nếu mà đòi hỏi một cái sự chính xác theo cái khu vực mình cần thì trong một vài trường hợp thì cái này nó không được như ý lắm. Đấy. Và nếu mà không thích thì các bạn có thể tắt cái chế độ Scroll Zoom này đi. Quan sát giúp tôi một chút, lên trên thanh Property phía trên này, xin lỗi, thanh Option ở phía trên này thì các bạn sẽ tìm thấy cái chữ Scroll Zoom ở đây. Checkbox này đang được tích về, đang được đánh dấu, và các bạn có thể bỏ đi bằng cách là hủy, bằng cách là bỏ đánh dấu đi. Và khi các bạn mà bỏ cái đánh dấu này đi thì thao tác mà di chuột thì nó sẽ không còn kéo cái hình lớn lên luôn theo cái tay kéo nữa, mà khi chúng ta nhấp chuột thì nó sẽ vẽ ra một cái khu vực lựa chọn. Đến lúc nào mà chúng ta buông tay chuột ra một cái thì cái vùng mà nằm ở trong cái khu vực lựa chọn đó sẽ được phóng lớn lên, kín của màn hình. Tôi thích cái chế độ này hơn là chế độ Scroll Zoom, tại vì là nó sẽ lựa chọn và nó phóng chính xác cái khu vực mà tôi muốn quan sát. Ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một số các chế độ khác như thế này. Các bạn có thể là thao tác nhanh bằng cách là nhấn phím Ctrl cộng hoặc Ctrl trừ. Với Ctrl trừ thì chúng ta sẽ thu nhỏ môi trường làm việc lại, đó, môi trường quan sát lại. Ctrl cộng là phóng lớn lên. Cái này thì nó cứ lấy giữa tâm của tài liệu mà nó phóng thôi, chứ nó không phóng theo cái kiểu gọi là có chỉ định. Ví dụ như tôi sử dụng cái công cụ này thì tôi chỉ việc là nhấp vào đây và tôi vẽ bao lấy khu vực nào thì chính khu vực đó sẽ được phóng lớn lên, tức là nó có cái tâm xác nhận rõ ràng. Nhưng đối với các thao tác mà sử dụng phím tắt, Ctrl cộng, Ctrl trừ thì nó cứ thế là nó thu lại theo cái tâm cái màn hình hiện tại thôi. Chúng ta còn có thêm một số các tùy chọn nữa như thế này, Ctrl 0. Ctrl 0 thì bất kể nó đang to như thế nào hoặc nhỏ như thế nào thì khi chúng ta nhấn Ctrl 0 thì nó sẽ hoặc là thu lại hoặc là phóng lên cho tới khi nào mà toàn bộ cái tài liệu này nó vừa kín cái màn hình như thế này. Thế còn nếu mà chúng ta nhấn Ctrl Alt 0 thì nó sẽ cho chúng ta xem ở chế độ là 100% kích thước của tài liệu. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái chế độ gì khác nữa không? Chúng ta còn có một cái chế độ nữa mà người làm thiết kế thì hay dùng, đấy là chế độ hoán chuyển tạm thời cái công cụ. Chế độ này thực ra mọi người rất thích dùng. Vì sao? Nó không mất thời gian. Ví dụ nếu như mà tôi sử dụng cái phương pháp là đưa trỏ chuột vào công cụ thì gọi công cụ một cách chính tắc, nhưng mà như thế tôi mất một công này, kích hoạt nó lên này, thu phóng một khu vực nào đấy này, sau khi thu phóng xong tôi lại phải quay về để chọn một công cụ khác, như thế là mất tương đối nhiều thao tác và phải chuyển đi chuyển lại giữa công cụ đang sử dụng với công cụ zoom. Do đó thì người làm việc lâu có kinh nghiệm thì người ta không thích xài cái cách này, mà người ta sẽ thích cái cách là hoán chuyển. Ví dụ tôi đang dùng một công cụ bất kỳ nào đó thì tôi sẽ nhấn phím Ctrl cộng với lại phím cách. Bằng cách này thì chúng ta có thể hoán chuyển tạm thời giữa cái công cụ đang được sử dụng với lại công cụ zoom, và sau khi mà công cụ này được kích hoạt lên thì tôi zoom xong, tôi chỉ cần nhả cái phím Ctrl và phím cách ra thì nó lại giảm tôi về cái công cụ đang sử dụng. Như thế tôi không phải mất công gọi là chuyển công cụ zoom rồi lại chuyển về công cụ cũ nữa, mà nó sẽ hoán chuyển nhanh tạm thời thôi. Nhả phím tắt ra một cái là nó giải chúng ta về công cụ kia luôn. Thế còn nếu mà Control Alt và cách thì nó sẽ chuyển sang cho chúng ta thành công cụ zoom trừ, và lúc này chúng ta kích thì nó sẽ thu nhỏ lại. Đấy. Thế, ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái một vài cái lựa chọn nữa, nhưng mà cái này thì nó lại phải vào cái môi trường làm việc vừa nãy mà tôi đã nói với các bạn, đấy là nhấn Ctrl K này, vào Preference này, và trong này thì các bạn vào trong phần trong trong các cái tùy chọn ở trong này. Phần này thì tôi phải xem lại một chút, tại vì phiên bản mới có thể nó đang đặt ở cái vị trí hơi khác đi. Interface này, Workspace, Tool, ở đây các bạn có thể tìm vào trong Tool. Ví dụ như là các bạn sẽ có thể đánh dấu thêm cái này. Đấy, Zoom with Scroll Well. Nếu các bạn đánh dấu cái này thì chúng ta còn có thêm một cái cách nữa, đó là lăn bi. Đấy, lăn lên trước thì là nó phóng lớn, hoặc là lăn về phía chúng ta thì nó thu nhỏ lại. Thì nó thêm cái phương pháp thu phóng bằng bánh xe lăn hoặc là bi ở trên chuột nữa. Đấy, ví dụ như thế, các bạn có thể tham khảo thêm bằng cách là đánh dấu rồi thử nghiệm thêm một vài cái chế độ khác nhau để zoom. Tuy nhiên đến lúc zoom thì nó lại phát sinh ra thêm một cái vấn đề như thế này. Việc zoom lớn một cái hình ảnh lên thì giúp cho chúng ta có thể quan sát được cận cảnh một cái khu vực nào đó. Tuy nhiên khi quan sát cận cảnh ở khu vực này thì nó lại che lấp một số khu vực khác, tại vì lúc này thì hình nó lớn lên rồi và chúng ta không nhìn thấy một số chỗ. Thế thì nó sẽ là phải có một cái nhu cầu nữa là dịch ra để xem những cái khu vực mà đang bị khuất lấp. Thì chúng ta có thể là kéo cái Ctrl Scroll ở đây, hoặc là bấm các mũi tên để mà chúng ta di chuyển, đúng không? Dịch sang trái, dịch sang phải, dịch lên trên, dịch xuống dưới. Có thể bấm mũi tên để dịch từ từ, hoặc là kéo cái scroll này để chúng ta dịch một cách nhanh hơn. Thế còn về công cụ thì chúng ta sẽ có một công cụ, nó gọi là công cụ Hand. Khi mà chúng ta nhấp chọn công cụ hoặc là nhấn phím H để gọi nó thì các bạn sẽ thấy là công cụ chuyển sang thành hình bàn tay, và nó sẽ giống như là chúng ta dùng bàn tay để chúng ta kéo trượt một cái màn hình đi để chúng ta xem những cái khu vực đang bị khuất lấp. Công cụ này thì là công cụ chính tắc, nhưng mà cũng giống như zoom thôi, thì công cụ này cũng không được người ta sử dụng nhiều, tại vì là nó cũng sẽ phải chuyển công cụ mất hơi nhiều thời gian. Do đó thì thường là mọi người dùng cái cách hoán chuyển tạm thời thôi, đó là nhấn phím cách. Đấy. Nhớ phân biệt một tí nhé, zoom là chúng ta nhấn Control cách hoặc là Alt cách. Đó. Thế còn đối với công cụ Hand này thì chúng ta chỉ nhấn phím cách thôi, nhấn riêng phím cách thôi. Thì lúc này thì nó cũng hoán chuyển tạm thời thành công cụ Hand để chúng ta có thể chuyển dịch cái khu vực quan sát. Sau khi mà chuyển dịch tới cái khu vực mà chúng ta cần rồi thì các bạn chỉ việc là nhả phím cách làm cái thì là nó sẽ giúp chúng ta là dừng lại ở khu vực mà chúng ta muốn thao tác. Đấy, và sau đó thì nó lại giả ngay cho chúng ta về cái công cụ mà đang sử dụng. Đấy. Thế ngoài ra thì có thể các bạn trong một số trường hợp, một số người thì lại thích dùng một cái phương cách khác, đó là kích hoạt cái cửa sổ Navigator. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta mở ra một cái khung quan sát nhỏ nhỏ như thế này. Thì đây là một hình thu nhỏ của chính cái tài liệu này, và cái màn hình đang hiển thị cái khu vực nào trong cái ảnh thì nó sẽ nằm ở trong cái hình chữ nhật đỏ nhỏ nhỏ này. Các bạn có thể là mở cái thằng này ra, và sau đó thì các bạn kéo dịch cái khung đỏ này ở trong cái cửa sổ view này, thì các bạn kéo tới đâu thì cái cửa sổ thực, cửa sổ lớn này nó cũng bị dịch theo đến đấy. Thì đấy cũng là một cách để mà chúng ta có thể là dịch chuyển cái khu vực làm việc. Thế và cuối cùng thì trong một vài thứ mà chúng ta cần phải lưu ý thì Photoshop cung cấp cho chúng ta thêm một thứ, nó gọi là các cái chế độ view. Đây, bây giờ thì chúng ta xem kỹ hơn nhé. cái chế độ view mà tôi giới thiệu ở trong cái hộp công cụ thế này, các bạn phải bấm vào nó thì các bạn mới nhìn thấy, và muốn chuyển sang một cái chế độ nào thì các bạn bấm vào cái chế độ tương ứng ở trong cái danh sách sổ ra. Tuy nhiên thì các bạn nhìn thấy phím tắt ở đây là nó có giới thiệu, do đó thì chúng ta cũng thấy rằng là phím tắt của nó là F, và nếu như tôi nhấn F thì sao, nhấn F một cái thì bắt đầu là nó giấu một số thứ đi này, đúng không? Nhấn F một lần nữa này thì các bạn sẽ thấy giấu hết tất cả mọi thứ. Nhấn F một lần nữa lại quay về chế độ standard là có đầy đủ tất cả menu rồi thì hộp công cụ rồi panel vân vân, thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó đầy đủ. Như thế là các bạn có thể là di chuyển qua lại giữa ba cái chế độ này rất nhanh bằng cách là nhấn cái phím F ở trên bàn phím để các bạn có thể là cho nó hiển thị với các cái cách thức khác nhau. Đấy.